Cái này mới mấy hôm các bạn. Vừa rồi thì mới bón thúc đợt 1 cái gọi là phân tổng hợp NPK các bạn. Thì ngày hôm nay mình ghé đấy. Thì bây giờ nó chuyển mình rất là rõ rệt luôn. Cái hành ở đây bây giờ là một màu xanh đẹp lắm. Ngay trước thì nó hơi vàng, biểu hiện vàng lạ đó. Nhưng mà sau khi bón thúc phân tổng hợp NPK cũng như là đàm các bạn, thì bây giờ lá là mới lên một lửa lá mới xanh ri luôn. Cái này mới tầm 3 tuần chứ mấy, 3 tuần mà được như thế này là cũng tương đối nhanh đấy. Ok, hello chào các bạn, tôi phải chào các bạn đi. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel Thế Giới Blog Cuộc Sống Châu Phi. Yeah, ngày hôm nay là đây, tiếp tục công việc ở bên này các bạn. Thì vận hành tới vừa mới một tuần trôi qua, thì vừa bón phân tổng hợp với NPK cũng như là đàm ấy. Nhưng hôm nay nó chuyển biến rất là nhanh luôn. Đấy, chỗ này thì trong lúc các bé trái tưới nữa các bạn, thì nó có tưới hết ẩu một chút nên là nó bị đất nó cạt nó ngập á. Nên là bây giờ đang bảo các em gãi á, thì nghĩa là khơi khơi để cho nó thoảng á, để cho nó mọc. Chỗ cây nào mà nó bị ngập quá đó, một màu xanh đang dần phủ lên những mạng đất chạy nắng các bạn. Nhìn cũng rất là đẹp rồi. Hôm trước mình nói rồi, thì cái giai đoạn đầu các bạn, đáng lẽ là mình nếu mà không về Tết á, thì năm nay thì sẽ trồng cái hành được sớm hơn. Nhưng mà do giai đoạn mình về Tết á, thì ở bên này cũng có cấp tiền cho bác trưởng thôn mua hạt giống các bạn. Nhưng mà cái lứa đầu tiên bác trưởng thôn gieo, nghĩa là nó cũng được như ý á, nên là nó được ít cấy lắm. Cái chỗ này là cái số hạt giống mà đầu tiên là bác trưởng thôn ướm các bạn ấy, trông sớm hơn các bạn, nên là bây giờ cấy cũng to rồi, cấy cũng to rồi. Đấy, bán được chứ bán được, nhưng mà cấy nó cũng to rồi. Đấy, nói chung là nó cũng hơi chậm, ở bên này hơi chậm ấy. Nhưng cái này thì khoảng tầm tháng 11, tháng 12 bán thì vừa đẹp các bạn. Bởi cái giai đoạn đó thì năm hết Tết đến, nên là cái nhu cầu về cái hành này, hành tây này rất là lớn luôn. Mình biết mà. Đấy, có thể là năm nay giống như bên người dân bản, bên chủ công giáp á, thì nói chúng nó cũng hên xui thôi. Đấy, nhưng mà thường thường dịp cuối năm thì cái nguồn cầu á, thì nó sẽ lớn hơn. Đấy, nên là mình đón là dịp này là để đến cuối năm là bán là vừa đẹp. Thì nói chúng thì nó cũng có những cái biến động. Đấy, có thể năm ngoái cái giai đoạn này bán thì không ăn thua, nhưng mà năm nay nó biến động ấy, nó khan hiếm hàng thế nó được giá thôi, chứ không phải năm nào như năm nào đâu cả các bạn ạ. Có hiện tượng sâu bị ăn nữa các bạn, sâu ăn đấy. Đâu con sâu này, con sâu ăn gì này. Cái này gọi là sâu đục thân đấy. Năm ngoái thì không thấy hiện tượng này, năm nay thì có hiện tượng bị sâu ăn đấy các bạn ơi. Chưa thấy đâu cả. Bắn được con sâu này nhé. Đấy các bạn này, sâu này, ăn hành này. Cái hành này có sâu nổi không?
Pepon. Sifu. Vai meter mascara. Tá bom. É, muito bom. Yeah, tá bom. Ok, các bạn, thì bây giờ bác trưởng thôn sẽ phun thuốc bảo vệ thực vật đây các bạn. Có hiện tượng bị rây đây. À, nên là hôm nay sẽ phun toàn bộ khu vực cà chua này các bạn. Dạ, vậy, con tin nó trả bè rồi nhá. Đây, mình tránh hơi xa xa tí. Đấy là vườn ươm cây bắp cải mới các bạn. Đấy. Thì đợt này thì mình thấy là cái mọc rất là đều, rất là nhiều luôn. Còn bên này lại tiếp tục hành tây các bạn. Đây. Bên này là tiếp tục hành tây, không ngừng mở rộng cái diện tích trong hành tây các bạn. Nói chung cái đợt giống này thì mình có thể là mình sẽ đưa qua bên chỗ nông trại số 2 để mà trồng bên đó các bạn. Tuy thì mình sẽ xem điều kiện thổ nhưỡng như thế nào, nếu mà phù hợp thì để đem trồng ở bên đó. Cải, hành tây rất là nhiều luôn. Đằng kia thì có thêm cải đồ các kiểu nữa các bạn. Đấy. Thì luống này toàn bộ luống này là bắp cải này. Còn 1, 2, 3, 3 luống này là đều là hành tây cả cả nhà. Thế Antonio khi mày đi qua vụ về mũi tôi xem men tia kì. Mũi tôi xem men tia kì. Này rất là nhiều cái giống hành tây các bạn. Màu rất là đều luôn. Nhiều lắm. Đi qua bà xa cái lửa lát về à. Bà kế. Co về. Còn bên này thì kiểu là cái cải đồ cả kiểu cải Việt Nam nên là su hào bắp cải thì chín vô ở bên này thì hôm rồi chú Thảo ươm bên này các bạn. Ô bi tụ đã bơi ra gái tâm hành bệnh nhá. Bên này thì cải bè này, cải bè đây là su hào hay là gì gì nữa. Hôm rồi chú Thảo ươm các bạn, chú Thảo với bà trưởng thôn các em ươm bên này. Chứ hôm đấy mình bận việc khác nên là bây giờ cũng chưa biết là luống nào là bắp cải, luống nào là cải bè hay đồ các kiểu ấy. Thì cho nó lần lớn tí nữa thì khi nào mới biết được. Là ra các bạn. Để vào gà sổ nhá. Các em tự nhẹ nhàng thôi. Không nó gãy hết, thấy nó nón lắm. Mọc nhiều lắm, rất là đẹp. Cái rễ gà. Después repetí más otra vez para mi mano ya. Sí. Ok, em tự đi một lượt rồi lát nữa tự lại một lần nữa. Để cho nó cái có nó còn nước ngày mai cuối tuần này. Các em không đi làm này. Để các em mà đi nhà thơ đâu các bạn. Yeah, tá bom, Antônio. Cái giống rất là đẹp luôn. Thích. Không ngừng mở rộng diện tích đất canh tác khai hoang. Ngoài ra thì trồng thêm nhiều loài cây giống. Bàn Lê Thị Hà. Địa chỉ là ở Chí Linh, Hải Dương các bạn. Thì công ty HTC thì có thông qua mình thì gửi cho mình số tiền là 2 triệu Việt Nam đồng các bạn. Thì qua đó bạn Lê Thị Hà có nhắn nhủ với mình là xem những cái gì cần thiết đó thì mua cho người dân ở bên đó để có thêm sức khỏe lao động cho tổ đó các bạn. Thì mình cũng trong giai đoạn này thì đang tiến hành là khai hoang rồi là tăng gia sản xuất ấy. Thì mình chủ yếu là dành dùng thêm số tiền này để mà mua thức ăn các bạn. Thì nói chung ngày thường thì mình cũng mua như thế này thôi, nhưng mà bây giờ có thêm sự hỗ trợ đồng hành của
bản lễ thứ hai nữa, cũng không chỉ là một bản lễ thứ hai đâu các bạn, ngoài ra còn có rất nhiều người cũng đồng hành giúp đỡ phụ giúp mình, thì cái số tiền đấy thì mình sẽ dành dùng cất lại để là cứ mua thêm thức ăn, và chủ yếu là thức ăn thôi các bạn, còn bột ngô thì cái đó là cái trách nhiệm của mình thôi. Còn ngoài ra thì các mạnh thường quân có hỗ trợ mình thêm để thức ăn để cho các em có thêm sức khỏe để lao động cho thật tốt đấy. Conta a cabeça, pessoa, tira, cara, pessoa, Thì bây giờ thì bảo em thống kê bao nhiêu người, bao nhiêu con số thì lấy bấy nhiêu con cá thôi. Thì cứ ngày có thôi, một người một bản ăn người có thôi. Có hỏi ra tira? Ai vậy? Thì ra cả em đã lấy đây các bạn ạ, mình cũng biết đấy. Cả em lấy làm đấy đây các bạn. Qua đây thì cũng thay mặt người dân bản, đặc biệt là cả em trong đội nông nghiệp bản Capingala các bạn, gửi lời cảm ơn đến bản Lê Thị Hà, công ty HTC ở Chí Linh, Hải Dương các bạn. Ngày hôm nay nói chung là đi làm cỏ về rồi, thì buổi chiều các bé trái thì đang tiến hành tưới nước, tưới ở trên vườn hành, vườn cà chua, vườn bắp cải. Còn các bé gái thì vừa mới nhổ cỏ trong ruộng cà chua xong các bạn. Sau đó thì bác trưởng thôn thì đang phun thuốc bảo vệ thực vật các bạn. Cũng có một số rây nó phá cà chua rồi. Nhưng ở dưới này thì có hai bé trái cũng đang tiến hành là tưới cho các cái luống rau rộng nữa các bạn. Bé gái thì lại tiếp tục là thu xếp nấu nướng ấy. Đấy. Món cá trích chiến các bạn nhìn rất là hấp dẫn đấy. Tê quý ăn ấy. Tê quý à bùi. Dạ. Ê lãnh cá giá difícil. Muito. Lãnh cá giá difícil hay muito? Muito difícil. Muito difícil. Nói thật các bạn như ở nhà nếu mà có bột ngô và cá ăn là một điều xa xỉ các bạn. Đi làm thế này thì vừa là đến khi là có thu hoạch nông sản ấy, có chía này, bữa trưa thì là có bột ngô và cá đồ các kiểu, hôm thì cá, hôm thì đùi gà, thì cũng có những bữa đặc biệt là có thể là thịt dê liên hoan giống như hôm vừa rồi đó, thì có thịt dê. Các em bây giờ cũng rất là chăm chỉ đi làm luôn, bởi là cái thời tiết mùa nắng này thì ngoài những công việc mà mình đang hỗ trợ các em làm thì cũng không biết làm gì cả bạn, bởi là thời tiết bây giờ rất là nắng, với lại là ban đêm thì lạnh mà đồng hồ cỏ chạy cả nên là cũng không biết làm gì hơn. Bây giờ số lượng các em đi làm tăng lên rất là nhiều rồi, thì ngày thường thì cũng tầm đến dưới 30 người này. Bây giờ chia khẩu phần ăn các bạn, mỗi em là mỗi bát bột ngô gọi là phun và một con cá. Chỗ này là chỗ phân chuồng phân bò đấy các bạn, thì cái này thì mình đang nói với bác trưởng thôn là ở đây có một cái chuồng bò của ngày xưa của bác á, thì đó cái này thì nó mun rồi, cái này của năm ngoái năm kia đấy. Này bây giờ nó mun nó hoái rồi, thì mình hôm rồi là đưa xe ba gác ra đây các bạn, thì để vận chuyển đăng kia về đấy, ngay chỗ chuồng bò về đấy để cất tập kết chỗ này. Thì ở giữa cái phân chuồng này là có cái cây lạc ngay trước thu hoạch ở bên này, thì là mình đảo mình trồn ở phía dưới thôi, còn đến nay lượt đến nay toàn bộ là phân chuồng cả, đang dự trữ phân chuồng cho mùa vụ tới các bạn. Đến chỗ này nó hoái rồi. Thế sau này thì con có phân dế nữa các bạn, thì chủ yếu là tận dụng nguồn phân hữu cơ này, phân hữu cơ để mà bón cho rau màu và lúa đô các kiểu. Thế bên này thì một màu xanh này, thế bác trưởng thôn thì đang tiến hành phun thuốc các bạn, phun thuốc diệt rây, chỗ này bị rây nhiều lắm. Ai bay vào lùi ra pa số? Ra pa số nè. Chỗ này bác đã phun rồi, thôi mình tránh chỗ này. Đến nay thì
các em đang tiến hành tưới thế hành. Mặt trời lại chuẩn bị khuất núi rồi các bạn. Hoàng hôn dần buông xuống rồi. Không biết có kịp không, không đi để nói với bác trưởng thôn ngày mai bổ trí cho các em tưới nữa. Repolusa. Repolusa, agora é a cebola, né? Água vem com corrente. Agora com força. Bắp cải thì tưới xong rồi, bây giờ đang tiến hành tưới hành tây. Nước về rất là nhiều luôn. Năm nay thì đỡ cái nguồn nước các bạn. Năm ngoại thì phải sử dụng máy bơm để bơm ở dưới kia lên, nhưng năm nay là xả ở trên kia về luôn, chủ động được nguồn nước. Nên là mình mạnh dạn là trồng hành với diện tích lớn như thế này. Thế này thì bắp cải sau này thì cân đổi đi nguồn rộng với lại xém cái ở nông trại số 2, nếu mà cái đất màu ở bên đó phù hợp hơn thì người này mở rộng thêm bên đó, mở trong trong cái hoa màu bên đó luôn. Ok các bạn, bây giờ muộn rồi nên là mình xin tạm dừng video tại đây. Các bạn thấy ý nghĩa thì cho mình xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh thì nhấn vào blog Cuộc Sống Châu Phi, anh em mình có thêm động lực giúp đỡ người dân các bạn nha. Tôi đu follow cho các bạn này. Chào các bạn. Một màu xanh của cây hành này. Thế cái gặp bên nấu traga. Thì nói với các em thì chỗ hành này thì toàn hoàn toàn là của các em đấy. Thì các em cố gắng chăm sóc cái sau này bán này có tiền này. Thì các em có thể mua lương thực, thức ăn đồ các kiểu ấy. Bây giờ là mình chẳng qua là người giống như bạc trưởng thôn ấy, đừng mùi chiều sao thôi, chứ còn đấy là toàn hoàn toàn là tài sản của các em thôi. Các bạn ta để xem mùi tu hồn ăn à. Ok. Mặt trời đang kia các bạn, mặt trời buông xuống này, bắt đầu gần khuất núi đây, hoàng hôn này. Nhưng mà công việc thì vẫn đang còn rất là nhiều, mỗi người mỗi việc.